Những ngày tháng 7 linh thiêng, cùng cả nước tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để tổ quốc trường tồn. Long Đại trở thành điểm hành hương về nguồn của lớp lớp cựu chiến binh đã từng hành quân, đóng quân, chiến đấu ở bến sông này. Họ là lớp người đại diện cho lực lượng hợp thành thuở trước, bao gồm bộ đội cao xạ, phòng không, công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, cùng về đây để thắp nén nhang lòng tưởng nhớ những người vĩnh viễn nằm lại trên bến sông này. Chúng tôi hiểu rằng, cũng như sông Long Đại chảy ra biển lớn, những anh hùng liệt sĩ ngã xuống ở bến sông này, họ đã trở thành bất tử, hóa thân vào đất đai, cỏ cây, sông nước của quê hương. Đây có thể là lý giải ngọn nguồn chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc trường chinh khốc liệt chống lại ngoại xâm, khi mà ý chí, lương tri và nhân phẩm cất lên tiếng nói và hành động chống lại chiến tranh, sắt thép và bom đạn của kẻ thù. Điểm nổi bật nhất mà thắng lợi của ta trong thời kỳ chống Pháp cũng như thời kỳ chống Mỹ cứu nước mà, thì đấy là huy động được sức mạnh của toàn dân mà bằng một cái nghệ thuật quân sự đó, đường lối quân sự, đấy là chiến tranh nhân dân. Thì khi nói đến chiến tranh nhân dân thì nói đến ba thứ quân, đúng không? Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Nhưng mà tất cả ba lực lượng đó chiến đấu được, trưởng thành được và lập được chiến công thì phải nhờ được cái sự che chở của nhân dân. Là mong muốn của tôi cũng nhắn nhủ đồng đội đồng chí là sống hết mình đấy, trong chiến đấu thì mình phải chiến đấu hy sinh đấy, bây giờ hòa bình rồi thì phải sống gương mẫu, nhưng đồng thời cũng góp phần vào đấy, để cùng với cấp ủy chính quyền, cùng đảng nhà nước, nhân dân xây dựng Long Đại ngày càng to đẹp hơn đấy, ngày càng giàu đẹp hơn và xứng tầm với cái sự chiến đấu hy sinh mà của cha anh, của đồng bào, của nhân dân đã chiến đấu hy sinh anh dũng. Cái vẻ thơ tiếng hát con tàu chiến viên tôi thấy đúng quá, đúng với bản thân của chúng tôi quá. Tôi từ Bắc xa vào đây mấy trăm cây số, nhưng mà tôi đau đớn của mảnh đất này mà tôi cảm thấy được. Bây giờ tôi vẫn vui, tôi có một số anh em cũng quê Quảng Bình ra công tác, tôi anh hiểu Quảng Bình hơn tôi, và không đấy quê hương thứ hai của tôi đấy. Mà đây mảnh đất mà nhân dân nuôi dưỡng tôi, mà nơi đây tôi gắn bó với cả một cuộc kháng chiến ác liệt như thế. Bây giờ tôi nếu được máu thịt lắm, mà không vào tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy đau đớn một việc, muốn nhớ từng chi tiết một, mà lại cảm động hơn nữa về người dân vẫn nhớ mình. Trong vô vàn hiện vật về chứng tích chiến tranh Việt Nam, chi tiết ám ảnh đoàn làm phim là những điểm đen toàn diện ở khúc eo thắt nhất của miền Trung Việt Nam. Bản đồ dữ liệu bom mìn không quân Mỹ đánh phá miền Bắc Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1972 do Trung tâm Bom mìn Mỹ cung cấp đã chấm đậm đặc nhất bến phà Long Đại ở địa bàn thôn Long Đại, xã Hiển Ninh, bờ Bắc, thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, bờ Nam, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Gần 4.000 trận đánh bom hủy diệt của máy bay Mỹ trên một tuyến sông nhỏ hẹp đủ để khái quát mức độ tàn khốc của một thời binh lửa nơi đây. Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm kể từ ngày Mỹ ném quả bom đầu tiên xuống bến phà Long Đại năm 1965. Ngược dòng lịch sử tìm lại dấu tích xưa, địa bàn tỉnh Quảng Bình có hai tuyến sông lớn chia cắt Bắc Nam là tuyến sông Danh, sông Son và sông Nhật Lệ, sông Long Đại. Đặc biệt, các bến phà lớn Xuân Sơn, sông Danh, Quán Hào, Long Đại, người ta thường gọi là tứ giác lửa, trở thành mục tiêu đánh phá chủ yếu của địch. Long Đại bắt đầu hứng chịu mưa bom bão đạn từ tháng 4 năm 1965, khởi điểm chiến dịch sấm rền của Tổng thống Mỹ Johnson. Vậy là Long Đại, ngôi làng nhỏ bé nằm trên tuyến đường độc đạo 15A thuộc tuyến đường chiến lược Trường Sơn vận tải chi viện cho miền Nam, đã thực sự đi vào cuộc chiến tranh hơn 1.000 ngày không nghỉ.
là quê Long Đại, vốn trong xanh hiền hòa xinh đẹp, đã trở thành nhiều cái tên gọi khác nhau. Làng Long Đại lũy thép bờ Bắc, Cồn Cỏ đất liền, Làng Đỏ, Bến Phà ác liệt, Bến Phà Y. Những cái tên, những chiến công và những mất mát hy sinh gắn với gần 4.000 trận đánh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống tại Bến Phà. Làng quê Long Đại anh hùng nằm ở phía tây nam của huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Đó là một tuyến đường mà gọi là tỏa đồ lửa. Và Quảng Bình là một cái nơi nó eo hẹp nhất. Có chỗ mà nó thì chỉ cách có 50 km thôi. Vì thế trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước thì không quân Mỹ, nó gọi đấy là cái cán son. Đấy là cái cán son. Hoặc là cái nút cổ chai. Vì thế cho nên thì không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc ấy, thì đầu tiên nó đánh ở Quảng Bình. Và trong quá trình không chiến tranh phá hoại đó thì vì nó là một cán son, cho nên là nó biết rằng là mọi cái chi viện của miền Bắc cho miền Nam thì đều phải đi qua cái cán son này cả. Nơi đấy cũng trở thành một trong những cái quyết chiến điểm từ thời mà Nhật cho đến kháng chiến chống Pháp, và đặc biệt là trong thời kỳ chống Mỹ. Thời kỳ phát xít Nhật xâm lược nước ta, khi mà có cái quân đồng minh là cùng đánh phát xít Nhật ấy, thì hai máy bay Mỹ vào ngày rằm tháng 7 năm Giáp Thân 1944 là đã bay từ phía Nam ra và ném những quả bom đầu tiên xuống đất Việt Nam ngay tại cầu đường sắt Long Đại. Và đến sau này thì đến thời kỳ mà kháng chiến chống Mỹ thì nơi đây là một quyết chiến điểm mà quân Mỹ tìm mọi cách để ngăn chặn chi viện của miền Bắc thì tập trung đánh phá ở đây. Giai đoạn 1965, Phà Long Đại do C-16 công binh của binh trạm 16 thuộc đoàn 500 Tổng cục Hậu cần trực tiếp vận hành. Đơn vị này trước đây là đội phà của Ty Giao thông Quảng Bình. Đại đa số họ là những người con của quê hương đôi bờ Nhật Lệ, nay chuyển sang quân đội. Cuối tháng 5 năm 1965, máy bay Mỹ bắn phá ác liệt phà Quán Hào và Long Đại. Hàng ngàn đoàn xe tắc nghẽn, nhân dân Long Đại, Võ Ninh với những khẩu hiệu: xe chưa qua, nhà không tiếc, hết nhà ta lại phá tường, không để xe tắc và đường ta hư. Dẫu cho đầu đội tọa độ, chân đạp thủy lôi, không phút nghỉ ngơi đưa hàng ra tuyến trước, đã lan tỏa ra khắp chiến trường quân khu 4, là động lực cho nhân dân hết mình đưa hàng vô Nam. Cuối năm 1965, bên cạnh mục tiêu cầu phà, máy bay Mỹ sục tìm bắn phá các phương tiện vận chuyển, tàu, cano, xe phà. Thủy lôi, bom nổ chậm bắt đầu ném xuống bên sông. Thiệt hại lớn nhất do thủy lôi gây ra, cả phà, xe, người nổ tung lên không. 3 chiến sĩ hy sinh, 12 người bị thương, 6 xe zin 157, hàng hóa bị chìm xuống sông Long Đại. Không để gián đoạn giao thông, C-16 lập tổ cảm tử quân, truy điệu trước khi ra trận, dùng cano và dây thép gai ra thủy lôi để kích nổ, bảo đảm an toàn cho phà sang sông. Dù không lúc nào ngớt bom đạn giặc Mỹ, nhưng số lượng hàng hóa vũ khí vượt trọng điểm này, chi viện cho chiến trường miền Nam trong năm 1965, gần bằng thời gian 5 năm, từ năm 1959 đến năm 1964 cộng lại. Quy luật của chiến tranh là chiến công luôn đánh đổi bằng máu xương. Tọa độ lửa Long Đại, quy luật này lại càng hiển hiện rõ nét. Trong chuyến hành hương về nguồn tại đền Long Đại, chúng tôi may mắn sắp xếp cuộc gặp gỡ và tái hiện cảnh lái cano do thủy lôi và bom từ trường của những con người tiêu biểu nhất từng gắn bó với bến sông. Họ là Thượng sĩ Nguyễn Văn Tẩu và Trung úy Nguyễn Xuân Toàn, giai đoạn 1965-1968. Cựu binh
Nguyễn Văn Tẩu là người được tổ chức truy điệu trước khi rà phá bom nhiều nhất, 4 lần, và được mệnh danh là thanh thép nguội, gan lì nhất C-16. Còn ông Nguyễn Xuân Toản được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt biệt danh Triệu Tử Long trên sông Long Đại, bởi ông là người đầu tiên cảm tử cưỡi cano phá bom từ trường, 3 lần bị bom hất tung và là người phá trên 500 quả bom. Thời gian làm họ già đi, nhưng sức sống của ký ức và kỷ niệm tại tọa độ Long Đầu thì không bao giờ phai. Bắt đầu tôi ra cởi ca lô thì tất cả anh em công binh ở trên phà ấy, đồng chí, các đồng chí cứ ra xuống phò tôi là bắt tay, đồng chí thì bảo tạo tạm biệt, đồng chí thì chào vĩnh biệt. Nhưng tôi nói với các anh em là tôi bảo là các đồng chí cứ yên tâm, tôi sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, tôi quay về lại tiếp tục đưa phà phục vụ với các đồng chí. Thế là tôi ra, tôi cởi ca lô ra, tôi chạy thì là bắt đầu bom nổ đằng trước, bom nổ đằng sau, bom nổ bên cạnh này. Xong đó, hôm đó là đơn vị đếm tất cả mọi khoản mà đài quan sát là đếm của đơn vị đếm ý, là nổ được 18 quả, nổ được 18 quả, quả bom cái đêm hôm đầu tiên. Xong qua sự việc đó thì đơn vị mới rút kinh nghiệm và các đồng chí mà về kỹ thuật của đơn vị thì mới nghiên cứu này khác thì mới phát hiện ra là bom từ trường. Đấy, nếu như sắt thép kéo qua là nó sẽ nổ hoặc là buộc nâm châm vào. Thế từ đó đến giờ là bắt đầu đơn vị và các đơn vị sẽ lại theo đấy và quay binh chủng công binh vào để nghiên cứu. Thế là khi anh em trực là chỉ còn nếu cán bộ đại rồi đi, chính trị viên đi hay đại trưởng đi thì có ông làm lễ. Anh em tập hợp lại đứng thắp hàng là đứng cá nhân ra là coi ai đi ai lại, đến phiên ai lại là nó đi, là cùng nói tình cảm, là coi như được cùng nêu ra những cái là thành tích các thứ, là cố gắng đi để hoàn thành nhiệm vụ thôi, giao nhiệm vụ đi thôi. Vì có cán bộ, chứ còn trong tiểu đội thì đến lượt là tiểu đội trưởng là thắp hàng xong anh em rồi bên cano là đi. Chiến trường ngày càng đánh lớn, hàng hóa qua Long Đại ngày càng nhiều, địch đánh phá càng ác liệt. Từ năm 1967, xe pháo hạng nặng qua phà Long Đại giai đoạn này do Trung đoàn 249 công binh đảm nhiệm. Đơn vị này phối hợp cùng C-16, binh trạm 16 rà bom từ trường có ngày lên đến vài trăm quả. Từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968, địch đã huy động 79.000 lần máy bay chiến thuật và B-52, 4.596 lần tàu tuần dương, khu trục hạm bắn pháo Quảng Bình. Quân khu 4 trở thành chiến trường ác liệt nhất từ trước tới nay. Trong cuốn Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam còn ghi rõ, trên diện tích hẹp bằng 1/4 miền Bắc, số trận máy bay ném bom tăng 2,6 lần, mật độ bom tăng lên 20 lần. Long Đại bị cày xới, sạt lở, hố bom, chồng hố bom. Là chỗ dựa tinh thần của các lực lượng trên bến phà Long Đại, các đại đội phòng không quyết bám trận địa đến cùng với khẩu hiệu nhằm thẳng quân thù mà bắn. Trong ký ức của nhân dân và những cựu binh ở chiến trường Long Đại, mỗi khi máy bay Mỹ giải thảm, các lực lượng khác có thể trú tránh, nhưng hai đơn vị trực tiếp đối đầu phải vùng lên lộ diện, đó là phòng không đánh trả và quan trắc đánh dấu bom rơi để thông tin cho công binh rà phá. Nhưng với sự bắn phá ác liệt của máy bay Mỹ, nhiều khẩu đội đã hy sinh, có đơn vị hy sinh cả cụm chỉ huy. Có những lúc mà cán bộ đại đội hy sinh hết. Bản thân tôi là có một thời điểm như là ngày 4 tháng 6, ngày 4 tháng 6 để tôi không còn đại đội trưởng, không còn đại đội phó, không còn chính trị viên trưởng, không còn khẩu đội trưởng, mỗi mình tôi là phải gánh vác là trinh sát, nhưng mà phải cùng với nhau lại di chuyển trên địa. Nghĩa là cuộc chiến đấu ở Long Đại, tôi thật như tôi viết trong Hoa Bầu Trời là không có nơi nào ác liệt bằng nơi trận Long Đại, và những sự ác liệt đấy không thể nói bằng lời. Trong những chiến tranh ác liệt năm 1972, trong khi vào nhập ngũ thì chúng tôi nằm ở trên đơn vị là phà Long Đại,
Mà khi mà đến thời kỳ mà kỷ niệm nhất là trong một cái lịch, để nhớ lại là khi mà đánh vào một cái nơi là hy sinh, anh em hy sinh rất nhiều, trong đó có thằng em họ của tôi. Và cùng chứng kiến là khi mà lên đài quan sát đừng làm cái nhiệm vụ để theo dõi và để chỉ chấm điểm những cái chỗ nào còn gọi là bom từ trường là để bảo vệ cho tiểu đội để làm vào ra phá. Và khi sau đó thì buổi chiều là có một vụ đánh bom bằng tia laser vào một cái hầm trú ẩn của thanh niên xung phong ở ngay phía bắc, có những cả cái trung đội đó là hầu như là hy sinh toàn bộ. Đây là một cái kỷ niệm mà chúng tôi thấy là rất là đau xót, mà đội anh buổi anh em tham gia trong cuộc chiến mà khi phục vụ để cho chiến trường trong miền Nam. Nhân dân Long Đại kiên cường bám trụ với khẩu hiệu một tấc không đi, một ly không rời, nhường nhà để hàng, nhường làng để xe, thêm hầm che bộ đội. Cô xã đội trưởng Vũ Thị Thuật cùng trung đội mạnh dân quân Long Đại trọn đêm rầm rập vác cột nhà, cứu phà, giúp C-16 khi máy bay vẫn quần thảo ném bom trên đầu. Nhân dân Long Đại giúp bộ đội làm công sự, cấp dưỡng nuôi quân không sợ bom rơi đạn lạc. Cùng các đại đội thanh niên xung phong mở đường, lấp hố bom, cứu thương, trận địa, phòng không, công binh. Và đây chính là hình ảnh biểu trưng của cuộc chiến tranh nhân dân đánh Mỹ. Chúng tôi vác cột nhà là thảo nhà ra, là chúng tôi vác cột nhà là có mặt ngay để cứu phà lên, kéo phà lên. Kéo phà lên đêm đó là xe tăng, xe tải, bộ đội nhiều lắm, trên biển phà nhiều lắm. Mà máy bay thì quên lươn là gầm rú trên trời mà thả phút sáng đỏ rực cả trời. Sau đó nó thả đệm bom mà là chuộng cả cái dòng sông này là mịt mù, khỏi lửa là khỏi nước thì bốc lên cao, là sóng dạt vào là âm giống như sông Thân. Cảm nhận đất nước qua những dòng sông luôn sâu đậm. Ai đã qua sông Hồng, sông Mã, sông Danh, sông Hương, sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu đều nhận thấy hồn thiêng sông núi, khí phách hiên ngang, quật cường và hào sảng của dân tộc Việt Nam. Đến với dòng Long Đại ở Quảng Bình, cảm nhận ấy càng rõ ràng, sâu đậm hơn. Long Đại nghĩa là con rồng lớn, dường như tổ tiên cha ông ta đã sớm nhận ra sứ mạng lịch sử của dòng sông bé nhỏ trong xanh hiền hòa này. Đây là con rồng lớn của thời kỳ chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ năm 1965, bến phà Long Đại là một tọa độ lửa, một điểm oanh kích chiến lược của không quân và pháo hạm Mỹ. Sự chi viện của hậu phương đến với chiến trường miền Nam hầu hết phải đi qua đây. Cựu chiến binh Hoàng Trọng Thành là người ít ỏi còn lại của đại đội 16 công binh phà Long Đại. Đây là đơn vị được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 18 tháng 6 năm 1969. Bến phà có thể nói là một phần máu thịt của ông, bởi cuộc đời quân ngũ của ông gắn bó sâu sắc nhất nơi đây. Một năm ít nhất hai lần, ông lặn lội từ Hà Nội vào đến Long Đại để thắp hương cho đồng đội. Với một người đi ra từ cuộc chiến như ông, có lẽ ký ức là phần quý nhất trong cuộc đời thời hậu chiến. Kỷ vật mà ông trân quý như mạng sống của mình là cuốn nhật ký gắn bó với ông từ năm 1970 cho đến nay. Nhật ký ghi những dòng đau thương mà hào hùng, bởi nơi đây đã diễn ra những trận đánh ác liệt nhất và cả những hy sinh lớn lao nhất. Và một mẫu số chúng tôi phát hiện từ cựu chiến binh này là sự tri ân đối với mảnh đất và con người nơi đây. Khi mà viết những trang nhật ký đó thì tôi thấy này, Mỹ luôn coi mình là một cường quốc, siêu giàu. Mà so với Việt Nam
thì nó quá chênh lệch. Nhưng mà tôi tin rằng Mỹ bao nhiêu bom đạn thì nữa không thể tiêu diệt chúng tôi, bởi chúng tôi còn rất nhiều đồng đội, còn nhân dân, cả dân tộc này, cả dân tộc ra trận, không một lịch sử chiến tranh, chưa có một cường quốc nào tiêu diệt cả một dân tộc. Tôi đúng ra tôi lóe lên một niềm tin đấy, cho tôi ghi vào nhật ký, ghi lại cái cảm xúc của mình lúc bây giờ. Quá khứ và hiện tại, chiến tranh và hòa bình, bom đạn, thơ, hoa và nhạc, những điều tưởng như không thể sánh cùng nhau lại hiển hiện ở Long Đại, vùng đất anh hùng hôm nay. Dọc sông qua bến phà lịch sử này là ngã ba sông tuyệt đẹp, là nơi hợp lưu của sông Long Đại, Kiến Giang, trước khi hòa vào dòng Nhật Lệ để vươn ra biển lớn. Long Đại năm xưa là tọa độ lửa, nơi tuyến đầu của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Hòa bình lập lại, dọc triền sông này có những cựu binh kết duyên cùng những cô dân quân du kích để xây dựng những tổ ấm yên bình. Đó là lương y Nông Thái Quốc, người Cao Bằng, chiến sĩ C-16 và cô dân quân Trần Thị Cánh. Niềm vui của vợ chồng ông hôm nay là ngày ngày chữa bệnh bằng đông y cho người dân các xã Hiền Ninh, Xuân Ninh và các địa phương trong vùng. Đó là chiến sĩ công binh Nguyễn Văn Phúng, người Thái Bình, xây dựng tổ ấm bên cạnh tuyến đường 15 huyền thoại. Niềm vui ruộng vườn bình dị là lẽ sống của người đàn ông vùng quê lúa Chiêm Trũng cùng cô du kích thuở xưa. Có lẽ ông là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ những người nông dân gác súng trở về với đời thường. Điều cái gắn bó thì hắn có cái nhiều cái yếu tố. Quê hương như vậy là gia đình hay là bên ngoại, thế rồi địa phương đấy, phải nói là mình hỏi cũng mình là dân ngụ cư như vậy là người ta cư xử rất tốt. Cái thứ hai nữa là mình khi là mình sống chết ở tại đấy, mà gần những cái chỗ mà mình như vậy là chiến đấu mà mình sống sót, bây giờ mà ở lại để xây dựng kinh tế thì đó là một cái điều kiện như vậy, rất tốt. Cho nên là quyết tâm ở lại đây xây dựng kinh tế. Trầm tích văn hóa và lịch sử dọc con sông Long Đại là điều rất đặc biệt. Nơi đây hội tụ cả lịch sử và huyền sử. Ngọn núi Thần Đinh tọa lạc hữu ngạn con sông, từng gắn với huyền sử vua Lê Thánh Tông trong một lần Nam Chinh đã dừng chân và phong đây là một trong những chủ sơn đất Quảng Bình. Nơi chiến trường ác liệt năm xưa, nay đã nhường chỗ cho sự yên bình dọc bến sông Long Đại. Từ đổ nát, hoang tàn, người Long Đại đã làm hồi sinh mảnh đất chết. Ngày xưa Long Đại oằn mình cho những chuyến phà vượt sông giữa đêm Trường Sơn. Ngày nay, Long Đại lại mang trên mình những trọng trách mới. Đó là hai mạch tuyến đường dây 500 kV vượt dòng Đại Giang đưa điện vào Nam. Đó là những đoàn tàu xuôi ngược giữa hai miền Tổ quốc. Đó là mạch nối tuyến đường Trường Sơn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 1986, phà Long Đại được Bộ Văn hóa Thông tin quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2013, đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại đã được khánh thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 1.600 m², bao gồm đền tưởng niệm, lầu chuông, tháp báo ân các anh hùng liệt sĩ. Đền tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sơn là nơi để mỗi người dân trên mọi miền đất nước đi trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại đến thăm viếng, dâng nén hương tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong tương lai, đây không chỉ là tuyến du lịch hấp dẫn, tạo cơ hội cho du khách lựa chọn và trải nghiệm, mà còn giúp đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình du lịch của tỉnh, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động về đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó xác định quần thể bến phà Long Đại và di tích
danh thắng núi Thần Đinh là hai cái điểm du lịch tiêu biểu ở trong trung tâm du lịch phía Nam của tỉnh. Có thể nói đây là hai cái địa danh nổi tiếng có giá trị nhân văn, tâm linh và có tính giáo dục truyền thống cách mạng, nó gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng ác liệt, hào hùng của dân tộc và những giá trị văn hóa lâu đời của tỉnh Quảng Bình. Tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo để thực hiện cái quy hoạch đối với hai cái di tích này và từng bước đầu tư trùng tu, tôn tạo, phục dựng và xây dựng các cái công trình, nó thể hiện với ý nghĩa về giá trị văn hóa lịch sử của di tích và bảo tồn các cái giá trị văn hóa lịch sử nổi bật, kết hợp với tổ chức các cái hoạt động văn hóa du lịch, các cái hoạt động lễ hội và tổ chức kỷ niệm tại các cái di tích, tạo nên một cái không gian, một cái môi trường văn hóa lành mạnh nhằm đáp ứng cái yêu cầu sinh hoạt tâm linh của người dân và khách du lịch, để góp phần giáo dục một cái truyền thống cách mạng và góp phần thúc đẩy cái kinh tế du lịch phát triển và thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Nhân dân là hằng số của chân lý, hằng số của thời đại, và chúng tôi tìm thấy hình bóng này qua một người trẻ tuổi. Anh Phạm Quốc Lợi, một người được sinh ra trong hòa bình. Tuổi ấu thơ theo bố đến bến sông Long Đại, nơi ông từng là chiến sĩ công binh sửa phà. Ông đã mất và theo nguyện vọng được an táng gần bến sông. Ký ức về cha và bài thơ đong đầy ký ức trận mạc của cha mình đã khiến chàng sinh viên tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Huế trở về Long Đại, tự nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong Quảng Bình làm nhiệm vụ giữ đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, bến và Long Đại gần 2 năm. Ca khúc Long Đại ơi, phổ nhạc từ bài thơ của người cha, một cựu chiến binh trên sông Long Đại, là tiếng vọng của lương tri, lòng biết ơn và cũng là khát vọng hòa bình của lớp trẻ hôm nay gửi đến tiền nhân. Không thể kể hết những chiến công của những người đã hy sinh và đổ máu xương trên bến sông lịch sử này. Cùng với Phạm Quốc Lợi, chúng tôi cũng xin tri ân những người thầm lặng không được kể hết trong phim. Nhưng họ luôn bất tử. Họ đã hóa thân vào dòng sông để cho phà thông bến, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cho tổ quốc ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Ôi Long Đại quê ta, ôi Long Đại quê ta, dẫu ai đã đi quan, nghiêng mình vào ghé lại thăm nhà bia tưởng niệm, dâng hương đến nhờ ngày xưa. Dẫu bao tháng năm qua, những điều còn vắng mãi, anh nằm lại yên nghỉ để Long Đại mãi xanh, anh nằm lại yên nghỉ để Long Đại mãi mãi xanh ơi. Anh nằm lại yên nghỉ để Long Đại mãi xanh, anh nằm lại yên nghỉ để Long Đại mãi mãi xanh ơi.